Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa nha. Đầu tiên là một cây cần tay. Cần này thì của thằng nào thì giờ trừ cái tem mất rồi, còn một cái tem này thôi. Đây 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 đây. Đây. Tosaku gì đây. 4,5 m nhân 6 đoạn. Đúng rồi. Này nó còn cái đầu vặn luôn nè. Đấy. Nó có cái đầu bảo vệ kia, kim loại nhôm luôn nha mọi người. Đấy. Đây, đọc của nó đây. Cần tay, chất liệu là phíp. Màu hình của cái cần này khoảng được 80-85%. 1 giống 2 3 4 5 6 5 6. Rồi, ok. Đào có bọc kim loại hết. Đào các giống có bọc kim loại hết nha mọi người. Đấy. Đây. Cần này dài 4,5 m này, thu vào 94 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 280 g. Đây là cái số 1. 190.000. Số 1. 190.000. Số 2 tiếp tục là một cây cần tay, chất liệu là phíp. Cần này thì giờ không còn tem để xem hẳn gì rồi. À, ngoại hình của nó khoảng cỡ 70%. 70% nha mọi người. Đây, đọt của nó đây. 1 giống, 2, 3. 3 giống thôi nha mọi người. 3 giống. Phần nó nhỏ nhỏ thế này thôi. Đấy. Cái cần này dài 2,3 m, thu vào là 92 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 80 g. Cây này cây số 2. Số 2 130.000. Số 2 130.000. Số 3 là một cây cần của thằng Daiwa. Cần Daiwa rồi, cần tay Daiwa. Chất liệu là phíp. Và hình của cái cần này khoảng 75-80%. Này, đọt của nó đây. 2 giống, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ống nha mọi người. Cái cần này dài 3,8 m, thu vào là 40 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 140 g. Số 3 140.000. Số 3 140.000 nha mọi người. Số 4. Số 4 tiếp tục là một cái cần Daiwa. Đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%. Đây, đọt của nó đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 giống nha mọi người. 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 y. Đây. Cái cần này dài 4,8 m, thu vào là 40 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 4. Số 4. 250.000. Số 4 250.000 nha mọi người. Tiếp tục cái cần số 5. Số 5 đây.
thằng này chất liệu là phíp nhé, ngoại hình của cái cần là khoảng 80%. Đây đọt của nó bị gãy xí chỗ này nha mọi người. Đấy, bị gãy xí thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 giống. Cái cần này dài 4,4 thu vào là 55 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180 gram. Đây, cái này số 5, giá 160. Số 6 tiếp tục là một cây cần tay hãng nào giờ không thấy tên rồi, chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đấy, đọt của nó này 1 2 3 giống rồi, có đoạn rồi 3 giống. Cần này dài 1,8 m, thu vào 71 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 80 gram. Cái này cái số 6, số 6 120. Số 7 tiếp tục là một cây cần tay Olympic, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 70%. Đấy, đọt này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mười giống nhau rồi. Cần dài 4,5 m, thu vào là 57 cm, đọt 0,8 ly, cân nặng là 210 gram. Cây này số 7 120.000. Số 7 120.000. Số 8, số 8 là một cây cần đai qua, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 65-70% nhé. Bát Fuji FS6 này. Đấy, dàn khoan này. Khoan Fuji còn ok nha mọi người. Khoan Fuji còn ok. Về đánh nữa là còn ok. Đấy, 1 giống, 2 giống, 3 giống. Đây, nhỏ nhỏ thế này thôi. Cái cần này dài 2 m, thu vào là 75 cm, đọt của nó là 1,2 ly, cân nặng là 110 gram. Cái này cây số 8, số 8 190.000. Số 8 190.000 nhưng mà đây, số 9 là một cây cần khá khổng lồ. Cái này thì của hãng gì giờ chưa mắc tem ra, nhìn giống Shimano mắc tem rồi nha mọi người, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây, Bát Fuji FX6S đây. Đây, cần này là dạng cần tay máy phụ. Đây, đọt của nó đây nha mọi người. Còn tay máy phụ có mấy cái khoan người ta cũng đang cọc đây rồi, nhưng mà không biết có khoan nào hư không. Đây, để mình xem đi. Mấy khoan cọc này thì mình thấy đây. Về coi nếu có nào hư thì mọi người cọc lại nhé. Người ta cũng cọc đây thôi, nên mình cọc lại bình thường. Cần này cần chế, cần tay máy phụ, cần tay mà chế ra máy phụ vào nhé.
Ok, tạm thời thấy mấy cái fan vẫn còn. Đây, fan chỗ này còn ok nè. 1 giống, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 giống nha mọi người, 9 giống. Cần dài 68, thu vào 89cm. Đọt là 1,6 ly. Cân nặng là 560g. Đây, đây này bán siêu rẻ cho mọi người. 2, 4, 6, 8. Đây này cây số 9, 150. Đó. Số 10 là một cái cần hai khúc, cần trúc ghép nha mọi người, cần trúc ghép lục giác này, cần trúc ghép lục giác. Mấy cái fan này thì người ta cọc chắc là bung chỉ xong rồi người ta dán bằng keo đây nha, về mọi người lấy cước, lấy nhựa cọc lại. Đấy, cọc lại mấy cái fan thì vẫn còn ok. Ba cái fan và một đội bu còn nha mọi người, còn ok. Đây, đọt của nó đây, nó bằng trúc nha mọi người, nó bằng trúc. Bát thì bát vặn kim loại đây. Đấy, mình nói rồi, mấy cái khoan thì đây, người ta cột mà chắc là không đảm bảo, chắc người ta quấn cái này cho nó đẹp, người ta chắc cột dây điện dây đồng vào trong này. Đấy. Rồi, cái cần là dài 1m7, thu vào là 87cm, đột là 3,4 ly, cân nặng là 200g. Đây này, cây số 10, 150.000. Số 10, 150.000. Số 11, số 11. Một cái cần của hãng gì đây không biết nữa, chất liệu là phíp nha mọi người. Cái cần này thì có một đoạn thôi, một đoạn duy nhất. Một đoạn duy nhất nha mọi người. Đây, chất liệu là phíp. Đây, đoạn chỗ này giống như nhựa cao su, rất là dẻo nha. Đây, đây, nó bị gãy mất một đoạn trên này rồi. Đó, bị gãy mất một đoạn trên này nha. Đây, có một đoạn đầu bu trên này nó gãy rồi. Đây, còn lại cái này. Qua, về người thay cái đầu bu vào đây là xài được nha. Ok. Đây, cái này thì còn một mấy. Còn lại 1 mét nha mọi người. Cái chỗ đoạn đào nó là 2,9 ly. Cân nặng là 100g. Cái này cây số 11. 11. 80.000. 11 80.000. Mười 12. Tiếp tục là một cây cần trúc ráp khúc. Đây. Cần trúc ráp khúc. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m04, đột là 1,1 ly, cân nặng là 200g nha mọi người. Đấy. Ủa? Cái đột của nó đâu ta? Đột của nó mắc rồi. Đây, cái đột của nó cũng đột trúc luôn nha mọi người. Đọt của nó cũng đọt trúc luôn. Đây, đọt trúc nha. Trúc ghép này. Xài mà nó cong cong luôn như thế này rồi đây. Đấy. Bốn khúc. Quay đánh cái giá của cần này chứ. Cần này 80 nha mọi người. 80. Số 12. 12. 80.000. 12. 80.000 nha mọi người.
13. 13 là cái cần này. Của hãng gì đây? 13 là cái cần này. Dòng White Star của cái hãng gì quên rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Nó có hai độc. Cần này thì nó có hai cái độc. Khoan bát đầy đủ nha. Đấy. Đây, chỗ này thì nó hơi oxy hóa một tí mọi người, về đánh nên nó ok nhá, đánh ra. Đánh sạch ra là nó ok chứ. Đấy. Này. Hai cái độc này thì một cái độc là 1 ly, một cái độc là 1 ly rưỡi nha mọi người. Một cái độc 1 ly, một cái độc 1 ly rưỡi. Đây, độc này độc là ly rưỡi này. Đấy, độc thủy tinh này. Đấy. Không độc 1 ly này. Đó. Fuji FS6 nha. Bát Fuji FS6. Cần này dài 2m1, thu vào là 1m08, độc 1 ly với độc 1 ly rưỡi. Đó là hai cái độc. Cần nặng là 160g. Đấy. Cần này số 13. 13. 350.000. 13 350.000 nha mọi người. mười bốn là có hai cái cần, hai khúc, cần hai khúc như thế này. Đấy, khoan bát đầy đủ nha, khoan bát đầy đủ, khoan ok luôn. Đấy, khoan còn ok nhé, khoan sợi như thế này nha mọi người. Đấy, ok, hai cây này dài 1m15, độc là 0,9 ly, thu vào là 60cm, cân nặng là 120g. Đấy. Cân nặng 120g. Đấy. Cái này thì cân thấy có 100, nó có sai số nha mọi người. Đây, nó sai số. Đọt này đọt 0,7 ly chứ không phải 0,9 đâu mọi người, 0,7 á. 0,7 ly. Đấy. Rồi. Đây mọi người, đây. Hai cái này y nhau. Hai cái này y nhau, cần khác nhau hay là vẫn có sai số không biết. Đây, cây này cây số 10 máy rồi, 14 100, 15 100 nha mọi người, 15 100. Đấy, hai cây này y chang nhé. Số 16 là một cái cần 3 khúc. Đây. Dàn khoan của nó còn ok nha mọi người. Khoan còn ok. Khoan sợi inox này còn ok. Đấy. 1 khoan, 2 khoan, 3 khoan, 4 khoan. 4 khoan và một đầu bu còn ok nha mọi người. Bát nhựa vặn này. Đấy, bát nhựa vặn nhé. Ô, cái cây này cái bát chỗ này nó bể mất rồi. Bể mất rồi. Về mọi người chế nha mọi người. Về người chế lại cái đế cái gì nha. À, cây này dài 2m2, thu vào là 80cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 180g. Bể mất cái bát rồi. Đấy, độ của nó đấy. Cây này cây số 16. 16. Cây này bán 80.000. 16 80.000. Là cây cần này chất liệu là bằng nhựa nha mọi người, nhựa đặc nha mọi người. Đây. Khoan đây. Mấy cái dài nó còn tục tục rồi. Cái dài cột nó hơi bị sổ nhá. Khoan bát vẫn còn nhá. Đây khoan đây. Dài nó hơi sổ này, về mọi người cột lại này. Đấy. Mấy khoan này thì sợi inox thì biết nào nó hư. Đấy. Ok. Bát vặn kim loại này. Cái cần này dài
một máy 65 thu vào là 85 cm, đọc là 2,2 ly, cân nặng là 100 gram, 210 gram, cân nặng 210 gram nha mọi người. Số 17 100. Số 18 cây cần 2 khúc. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Khoan bát còn ok. Đây. Khoan bát cũng bằng sợi inox luôn. 1 2 3 3 khoan và một đầu bu nhé. Đây. Bát vặn kim loại này. Cần là dài 1m65, thu vào 86 cm, đột là 2,4 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 18, 150 nghìn, 18 150 nghìn. Chính là một cây cần bằng nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Đấy. Cần bằng nhựa đặc. Khoan bát còn ok. Đấy. Khoan bát còn ok nhá. Đấy. Bát hơi rít, hơi vặn hơi rít chứ vì nhỏ xí nhớt vào. Đấy, vệ sinh đi nhá. Đấy. Cần này dài 1m6, thu vào 83 cm, đột 2,7 ly, cân nặng là 180 gram. Cái này cây số 19, 19 cái này bán 100, 19 100 nha mọi người. 20, 20 là một cái cần gì đây? Cần 2 khúc, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây. Khoan bát còn ok. Các bạn, khoan là còn ok, bát thì nó hơi rỉ một tí nhá. Nó vặn khóa bát bằng cái này. Đấy, bằng cái nút này. Đấy. Cái này thì máy nằm nha mọi người, máy nằm. Dài 1m65, thu vào là 89 cm, độc là 1,7 ly, cân nặng 240 g. 240 g nha mọi người. Chất liệu phíp. Cây này cây số 20, 20, 100. Cây số 21. Đây, cái cần chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần là khoảng 80%. Đây, cần này dạng cần tay máy phụ. Đấy. Mấy cái khoan cọc còn ok nha mọi người. Đấy, khoan còn ok. Đấy. Đấy, khoan kim loại luôn nha mọi người. Đấy, mọi người về đánh ra. Đấy, cái xanh xanh là đánh ra ok nhé. Đấy. Một cái ống. Ồ. Nhìn sơn tróc hết rồi mọi người. Móc hết. Tróc móc hết nhé. Này. Này là móc bám bẩn móc lên. Đấy. Người về vệ sinh đi nhé. 2 3, 3 giống nha mọi người, 3 giống tất cả. Bát Fuji FS6, cần này dài 2m3, thu vào 87 cm, đột 0,9 ly, cân nặng 120 gram. Giá cây số 21, 21 100. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới bán. Và
trước khi mọi người nhận hàng á, mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận này, xem có bị sai sót gì so với trong video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì đó trong quá trình vận chuyển, thì mọi người liên hệ ngay với mình để đôi bên cùng giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ nhận bừa xong rồi nhận đại đi rồi xong rồi mới mở hàng ra kiểm tra bị này bị kia, mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.